Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lê Thị ạ. Hiện tại mình đang có mặt tại Tòa Thánh tỉnh Tây Ninh. Thì hôm nay là ngày lễ hội Diêu Trì, lễ hội hội yến Diêu Trì cung của đào Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh. Thì còn khoảng 30 phút nữa là sẽ tới giờ diễu hành múa rồng nhang mọi người. Đây là các anh chị quý đạo đã tập trung về đây. Từ lễ hội này được diễn ra từ hôm qua là ngày 14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch hàng năm. Thì năm nay thì sẽ múa rồng nhang và biểu diễn múa rồng nhang vào lúc 6 giờ tối ngày 15 tháng 8, tức là rằm tháng 8 trung thu. Mọi người cùng xem nha, rất là đông người. Năm Canh Tý 2020. Thì phía trước của mọi người đó là cái cung đình đại lễ Diêu Trì. Chưa tới giờ nên tất cả mọi người ở đây đều phải chờ đến lúc mà làm lễ xong thì mình sẽ đi vào để giới thiệu tất cả mọi người, là cứ mỗi một đạo cao đài của mỗi tỉnh tập trung về đây, quy tụ cả nước về đây. Đây xin giới thiệu một cả nhà, đây là hội yến Diêu Trì của họ đào thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đây là của tỉnh Tây Ninh. Mỗi phần triển lãm như vậy sẽ là một họ đạo của mỗi phường Hiệp Ninh, tỉnh Tây Ninh. Mỗi hiệp là sẽ khác nhau hết. Chức sắc đông đảo nam nữ thành tâm hiến lễ của họ Đoàn Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ở đây điều đặc biệt ở đây là bông lịch ở đây là bông tươi nha. Xung quanh của hội yến Diêu Trì cung thì có tất cả các
quý khách về đây để tận hưởng một cái này. Đòn bánh tép 43 kg, bán kỷ lục luôn nha cả nhà. Cái đòn bánh tép này là 44 kg, phía trong kia là cái vòng xoay của tươi, hoàn toàn đều là hoa tươi hết. Đâu rồi? Thank you.
thật.